một lớn lý thuyết một nhỏ nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện tử thế thì sau khi tìm hiểu xong về mạch dao động kín với mạch dao động hở và từ mạch dao động hở này người ta tạo ra cái anten anten này thì cách truyền thông bằng nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện tử như sau có vài nguyên tắc mà các bạn cần phải nhớ nguyên tắc thứ nhất muốn truyền đi thì có những thông điệp gì thứ nhất có thể là âm thanh có thể là hình hình ảnh biến âm thanh hình ảnh muốn truyền đi thành các dao động điện gọi là tín hiệu âm tần được chưa các em nguyên tắc thứ hai dùng sóng điện từ tần số cao hay gọi là cao tần gọi là sóng mang để truyền tín hiệu âm tần đi xa qua anten phát đó anten có loại anten phát và anten thu thứ ba dùng máy thu với anten thu để chọn và thu lấy sóng điện từ cao tần các bạn nghe đài xem tivi xem được các kênh đó bởi vì chúng ta đã tạo ra một cái anten anten có tần số trùng với tần số của cái gì ạ? Sóng truyền tới, lúc đó ta mới xem được hoặc là nghe được. Nguyên tắc thứ tư, tách tín hiệu ra khỏi sóng cao tần, rồi dùng loa để nghe âm thanh đã truyền tới hoặc dùng màn ảnh để xem hình ảnh. Được chưa? Như vậy đây có bốn nguyên tắc này thôi. Các bạn có biết là là có thể truyền thông gì Đầu tiên, muốn truyền đi thì phải biến thành dao động điện. Sau khi biến xong thì mình phải diện muốn truyền thì phải đi từ anten phát và ở máy thu thì phải có anten thu anh tăng thu này thế này anh phát chuyển đi ăn tăng thu thì lại thu lại cái sóng đó nhưng nó phải có gì ạ anh tăng thu này phải có tần số trùng với lại tần số của cái sóng truyền đến đúng không ạ sau khi đã thu về rồi thì người ta muốn xem được cái thông tin truyền về thì người ta phải có hai phương tiện muốn nghe âm thanh thì phải có loa muốn xem hình ảnh thì có màn ảnh để chưa các em đó đây là bốn nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện tử được chưa ạ thầy cho các bạn xem cái hình ảnh đây ạ cái hình ảnh của một sơ đồ khối của một hệ thống phát thanh và thu thanh bằng sóng điện tử Ban đầu có ống nói. Ông nói đây làm gì? Để truyền tín hiệu bằng âm thanh đấy, đúng không ạ? Sau đó truyền biến đổi biến đổi từ uh, uh, âm thanh này thành các tín hiệu dao động điện này, truyền vào đây. Dao động cao tần, khuếch đại cao tần xong, anten phát phát đi, phát đi các sóng này. Đến anten thu thu về. Thu về mình chọn sóng, mình chọn được các mạch các các tần số sau đó mình tách nó ra tách nó ra xong mình khuếch đại âm tần và đưa ra loa mình nghe đây là một mô hình máy thu thanh và máy phát thanh thấy chưa hệ thống phát thanh và thu thanh của sóng điện tử thế thì cụ thể hơn nữa cụ thể hơn nữa thầy sẽ giới thiệu với các bạn à cái mô hình của một máy thu thanh hoặc là một máy phát thanh cơ bản chúng ta cùng nhìn đến đây trước khi cái cái mô hình đó thầy muốn các bạn chú ý đến cái kết luận này nhá trước khi đi tìm vào cấu tạo của các mô hình máy thu thanh và máy phát thanh cơ bản các bạn cần